các bạn đến với vlog của nhà Sakura. Hôm nay là bây giờ là 5:15. Mình đang dậy chuẩn bị đi trượt tuyết. Hôm nay là mình sẽ đi trượt tuyết với chủ đề là gì các bạn biết không? Chủ đề là đi trượt tuyết kinh tế trong thời Covid. Đấy, các bạn sẽ xem là mình đi thế nào nhá. Rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? 7:55. Đấy, mình đi được hơn 2 tiếng rồi. Đấy, sắp đến nơi rồi. Đấy, thì cách chỗ bãi trượt tuyết 10 phút là 10 cây. Bây giờ mình dừng ở chỗ Comini này để cho xuống nghỉ ngơi vệ sinh rồi là mua một tí đồ ăn sáng. Bãi Comini chưa? Đúng rồi. Đây, đây là các bạn ở dưới đây bạn ngủ một giấc từ lúc lên xe nha. Đây mọi người mua onigiri ở Comini đang đang ăn sáng ở ô tô nghỉ ngơi tí rồi đi tiếp vào trong. Ngày hôm nay nhà mình đi là hai nhà. Nhà mình cả một chú em hàng xóm. Đấy, hai bố con, các chú ấy mới cả ba bố con mình. Đấy, tổng cộng là 5 người đi chung một xe nhà này. Đấy, thì cho nó sẽ hiệu quả, nó tiết kiệm, đúng không? Đấy, là một pháp đi tiết kiệm các bạn có thể đi. Đấy, điểm thứ nhất để mình tiết kiệm là gì? Mình đi chung với các bạn bè các bạn ạ. Đấy, ví dụ như cái chỗ xa như này thì mình phải cần lốp tuyết này, đúng không? Đấy, tốn tiền đường này, tốn tiền xăng này. Như vậy nhà mình đi kèm với cả bạn đấy vừa vui. Đấy, vừa tiết kiệm được chi phí đúng không? Đấy thì đi như thế một cái biện pháp các bạn nên tham khảo đúng không ạ? Đấy lần này mình đi hai nhà, đi chung một xe. Đấy thì nó vừa nói chuyện vừa vui, bọn trẻ con có người trượt với nhau. Đấy thì sẽ là vui hơn là đi một mình đúng không? Mà lại tiết kiệm được tiền đúng không? Đấy. Biện pháp thứ hai là biện pháp mình chọn một cái bãi trượt tuyết miễn phí cho trẻ con. Đấy, cho hai đứa trẻ con tiểu học của mình ấy thì vé miễn phí cái bãi Octone này. Là cái bãi là cho miễn phí cho trẻ em ngày nào cũng thế. Đấy, nhà mình có hai đứa trẻ này. Đấy, tôi đi sẽ chỉ miễn phí. Vì vậy mình chỉ mất tiền người lớn thôi. Đấy, vé người lớn ở đây ấy, thì là mình sẽ review bãi trượt tuyết này sau. Nhưng bây giờ mình sẽ cho các bạn xem giá tiền ở đây là như nào. Đấy, thì giá của người lớn mình trượt một ngày từ sáng đến 7 giờ chiều đấy, đến 5 giờ chiều này thì là 5.000 mốt. Đấy, 5.000 mốt mình mua vé người lớn là mình có vé trẻ con. Đấy, kèm hai trẻ con miễn phí thoải mái. Cái điểm thứ ba ấy mà để mình tiết kiệm chi phí ấy, là gì? Mình mang đồ ăn đi, mình không ăn ở trong cái khu trượt tuyết này. Khu trượt tuyết này thì cái phòng nghỉ, phòng ăn của nó cũng có, nhưng mà thường họ rất là đắt và đông. Đấy, thì lần này mình không những chỉ tiết kiệm mà mình còn bị mình có Covid mà, thì mình hạn chế đi vào những cái chỗ ăn uống công cộng. Đấy, thì mình sẽ mang cơm nấu sẵn đi. Đấy, là mình trưa mình ra mình ngồi một chỗ mình ăn, về ô tô mình ăn chẳng hạn. Đấy, thì tí nữa mình sẽ tường thuật cảnh đấy cho các bạn xem theo dõi nhá. Vậy tóm lại là ba cái đúng không? Thứ nhất là gì, mình đi ghép với cả bạn bè. Thứ hai là mình chọn những khu trượt tuyết mà giá trẻ con miễn phí rẻ, nên như vậy là mình chỉ mất tiền người lớn. Và thứ ba là mình mang đồ ăn đi, nếu nhà thì ăn sẽ rất là rẻ. Đây bây giờ mình bắt đầu lên lift nhá, lên lift để trượt vào khu này nhá. Đây các bạn nhìn thấy khu này này, đấy là khu nó rất là vừa vừa phải phải thôi, nó không to quá. Đây hai đứa trẻ con kìa, đấy thì nó sẽ không đông. Đấy mình nhìn cái lift này, đấy các bạn nhìn nó cũng không đông lắm đúng không? Đấy không phải chờ chứ gì cả, mà chất lượng tuyết ở đây trông có vẻ ngon này, các bạn nhìn tuyết tự nhiên này, đấy trắng xóa luôn này. Đấy bây giờ mình đang lên lift để lên cái bãi trượt chính ở trên này nhá. Đấy nhìn thì khung cảnh thì có vẻ rất là khả quan này, được cái này. Đấy. Đây bây giờ mình lên đến trạm giữa của khu trượt tuyết này. Cái khu này nó có cái đặc điểm là mình từ dưới lift, từ bãi đỗ xe lên rồi lên một cái lift lên đây thì cái bãi của nó, bãi trung tâm của nó lại ở giữa lưng chừng. Đấy thì đây trên này nó có cửa hàng này, rồi có information, có toilet, chỗ nghỉ ngơi ở đây là trạm chính này. Xong ở đây là mình lên trên này này. Đấy, lên trên này là bãi trượt chính của nó các bạn nhé. Đấy, tí nữa mình sẽ lên đây mình trượt dần từ trên xuống dưới em ạ. Đây là sơ đồ của toàn bộ cái đấy nhá. Bây giờ mình đang ở đây này, ở trạm giữa này. Và từ bãi đỗ xe mình phải đi cái lift và lên trên này. Đấy, mình ở đây. Xong ở đây mình lên tiếp bên kia mình trượt xuống. Đấy, trong cái bãi này rất là nhiều đường trượt. Bãi đường trên cùng này là cao nhất này. Đấy, trượt xuống thì nó là bãi của đây là Sochukyu. Đấy, nó lên cao này. Trong đấy thôi nhưng mà không dốc lắm đâu. Đấy, nhưng mà đi trượt từ trên xuống được này. Hoặc là mình sẽ trượt từ đường này này, đường vàng, đường xanh. Thì là đường cho người trượt mới trượt. Mình sẽ đi theo đường này xuống. Đấy, trông thì thế thôi nhưng mà còn cái đường này là đường rất là dốc luôn này, đường dốc khoảng này bao nhiêu nhỉ, đường này hầu đúng rồi đây này, đường này dốc khoảng ba mươi độ này. Đấy, đường này thì nó người phải trừ Zokyu cho người phải cao cấp mới được, nhưng mà mình trượt đấy rất là nhiều sự lựa chọn. Mình trượt lên đây, bây giờ mình sẽ thử lên trượt xuống nhá. Đây mình đang đi trên cáp treo lên cái bãi trượt chính này. Đây cái bãi trên này rất là rộng. Đấy,
lên trên này rộng dã man luôn các bạn nhìn này. Đấy, dốc này đỡ chính là hơi dốc một tí này, nhưng nếu mình đi dốc ngang kia thì nó sẽ đỡ, nó thoải hơn này, mình có thể trượt được cả. Đấy, rất nhiều người trượt chỗ này. Đấy, nhìn từ trên xuống dưới nhìn đẹp không, trắng xóa luôn. Đấy, cái bãi đấy rất là rộng luôn này. Đây là cái bãi chính các bạn ạ. Đấy, cái bãi chính như thế này này. Đấy, nó dốc cũng khá là thoải thoải, rất là dễ trượt. Đây là cái bãi trượt chính này. Đấy, mình đã lên trên này rồi, lấy mình đi cái cáp ở bên kia, mình lên đỉnh này, xong mình trượt xuống đây này. Xong ở đây mình có cái cáp nữa. Thì khu này là khu trượt chính hầu hết mọi người đã trượt ở đây. Đấy, khu này thoải nó rất là rộng. Đấy, mình sẽ tập được. Đấy, hội trẻ con mình cũng trượt đây thôi, mình cứ đi ai ở đấy, ở đây hai đứa này. Hai con Lovey này, mình đây này, anh chàng đây này. Yeah, đi đường đấy à? Ok, đi cẩn thận nhá. Tự trượt đấy, tự trượt hết rồi này. Đấy, hai con nó tự tìm đường nó đi này. À, mình ra đây. Thì bên này, một bên này là bên trượt tuyết này. Ở bên này nó còn làm riêng cho snowboard. Đấy, snowboard có rất nhiều cái chỗ nhảy nhót nhót này. Đấy, các bạn snowboard trượt được và sẽ nhảy nhót ở đây này. Đấy, còn đây là bãi chính này, khá là dài, trượt được. Nói chung trượt ở đây là ngon lành. Đấy, còn trẻ con nếu trượt ở đây là đủ rồi. Đấy, đây là mình trên clip đi trượt tuyết các bạn nhé. Thì hôm nào nóng, hôm nay là trời rất là nóng, ấm. Thì mình phải đeo cái kính này cho kín này. Đấy, có cái đeo cổ này, thay cho khẩu trang luôn. Em vừa ấm vừa gọi là tránh Covid luôn các bạn. Đấy, thì đi hôm nay ở đây cái bãi này rất là hay, nhưng mà rất là vắng, đấy, cũng không nhiều người lắm. Đấy, lướt nước không phải chờ. Đấy, đi mình thấy là khá là được các bạn. Đấy, hai cái bãi từ trên xuống trượt rất là rộng này. Đây còn có cái chỗ cốt bụi này. Cốt bụi là cái chỗ mà mình trượt kiểu mà ngắn ấy. Trượt ngắn thì mình nhảy, các bạn vận động viên hay trượt. Nói chung là đủ các kiểu cốt, đủ các điều kiện để mà luyện tập. Đây, bọn trẻ con nhà mình bây giờ lại đòi trượt bãi bên cái đường trượt bên cạnh này là chuyên cho bọn snowboard, nhưng mà nó vắng nên là trượt rất là thích. Đấy, chúng nó trượt ở đây cả ski cả snowboard trượt được hết. Đây, con bé đỏ nhà mình trượt snowboard này. Đấy, cậu bé này là con bạn hàng xóm này. Đấy, hội trượt ở đây này. Đấy, cái điểm thứ ba của cuộc đi này là mình đã bảo là mình mang cơm đi đúng không? Đây là mình ăn picnic ngoài trời luôn. Đấy, ở đây biết ở đâu không? Đây chính là bãi đỗ xe. Đấy, anh em trải luôn đấy, đang ngồi ở bãi đỗ xe này luôn các bạn. Đấy, thì cái hôm nay trời rất là đẹp luôn. Đấy, ấm áp, nắng đẹp. Đấy, mình ngồi đây là yên tĩnh, không lo bị Covid, không biết gì cả đúng không? Đấy, cả nhà ngồi đây trải một cái ngồi. Đấy, ăn đây có khác gì picnic đâu, đúng không? Tuyết ở đây hơi bẩn tí thôi nhưng mà thế là ngon rồi. Đấy, ăn như này thì mình chuẩn bị đi thôi, nhưng mang đồ đi thì đến đây ăn là đỡ phải vào nhà ăn thấy rất đông đúc đúng không? Mà lại bị Covid đúng không? Ăn đây vừa ấm áp vừa thoáng, sạch sẽ. Này, hôm nay cơm trưa hôm nay có đây. Xôi, chả, rau broccoli luộc. Đấy, bên này mình có xôi gấc này. Đấy, gấc gà rán này. Đấy, có dưa này. Đấy, đủ món ngon đúng không? Rồi là vị đã gặm quả đùi gà, bánh gà. Anh chàng xem ăn cánh gà con nhá. Ngon không? Trượt mệt và ăn ngon nhỉ? Ăn cái gì cũng ngon đúng không? Đói. Đấy, đói mà ăn này ngon này. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Đấy, mình ăn uống xong mình nghỉ ngơi, xong rồi lên trượt. Nhưng tóm lại mình hạn chế tiếp xúc tối đa với các cái chỗ không gian công cộng ở đây. Đấy, mình chỉ đi vào đi toilet thôi nhất rồi, chứ không vào những cái chỗ nhà hàng nhà nước mà đông mà ăn cũng chẳng ngon gì cả. Đấy, mình còn ăn thế này còn thấy được không con nhỉ? Ăn ngon nhỉ, đói bụng ăn ngon đúng không? Mỗi nhà mình ăn với nhau sẽ an toàn. Đây nha, mình thấy các bạn nha, rất nhiều nhà cũng nghỉ đây, nghỉ trưa hết này. Đấy, ăn trưa ở bãi đỗ xe. Đấy, nhất là những nhà kiểu trẻ con nhà nước ấy. Đấy, đấy, không chỉ nhà mình đâu, đây là những nhà này. Đấy, xuống đây nó nghỉ hộp ăn trưa hết này. Đấy, ăn nhà thì nó đỡ bị đấy đông đấy. Mà ăn đây nó thoải mái, bãi đỗ xe trông hơi lông nhôm thì thôi, nhưng mà không chỉ nhà riêng nhà mình, ối nhà khác nó cũng thế này. Đấy, không bãi đỗ xe nghỉ này, đây có nhà này, trong ngoài là ăn này còn ngồi hai vợ chồng ngồi ăn này. Đấy,
tuyết thì như đi picnic nhỉ. Làm gì đấy? Đang ăn gì? Đang ăn đề chát à? Ăn nhau à? Nhau ngon không? Ngon. Chị phải xong quả gà này mới được sang đề chát nhỉ? Rồi, xong nghỉ trưa xong rồi. Bây giờ mình lên đây trực tiếp đây, bọn nó lên trước đây. Đây, trực tiếp 2 buổi chiều nhá. Mấy chị em lên từ từ đi lên nhá. Bây giờ buổi chiều rồi, tuyết rơi rơi này. Đấy. Buổi chiều mình sẽ vừa trượt vừa tuyết, vừa trượt với cả tuyết rơi nhá. Này các bạn này. Đây này. Chiều mình sẽ đi khám phá cái bãi đằng này, trượt từ dãy xuống này rất là rộng. Bây giờ mình đang thử lên cái lift lên đỉnh cao nhất đây. Ui, vậy nếu đi lift lên nó vòng xuống lại vòng cao lên này. Kinh nhỉ, cao nhá. Đây các bạn nhá. Nhìn đằng sau này. Xong mình đã một lần mình ở trên cao rồi nhá, xong rồi vòng xuống dưới này. Vòng xuống dưới xong lại vòng lên trên. Ôi mà trên chỗ này đúng là tuyết kiểu này. Mịn nhờ, nhìn này. Ủa, này tuyết này nhìn đẹp này, như tác phẩm nghệ thuật này. Đây, bãi lại được ấy. Đây, chuẩn bị được trượt từ trên xuống này. Tuyết trên cao này, tuyết rất là ngon luôn, bông tơi xốp luôn. Đây, hai anh em chuẩn bị trượt từ xuống trên này xuống dưới nhá. Đi anh đi sao. Ok. Đẹp lắm các bạn ạ. Ôi, nhìn cả một khu kiểu như mình ở chiếm trọn khu này ấy. Ngon không? Được rồi, đây là mình được trượt tay này, xuống bước từ xuống đây này. Đấy. Được rồi. Đẹp quá, mà tuyết trên này bông, dã man. Đi nhá. Đây là mình được xuống bãi chính. Bãi chính là chỗ ấy đông vui nhất này. Đấy. Vừa rộng này có rất nhiều người trượt. Đấy. Nha. Đấy, tuyệt vời. Bây giờ là 3 giờ chiều các bạn ạ. Mới 3 giờ chiều thôi mà nhìn này. Mà nhìn tuyết này. Yeah. Kiểu như bão tuyết luôn á bạn ạ. Đấy, lâu lâu lắm rồi cũng trượt trong ngoài bão tuyết như này. Đấy. Ôi, bọn trẻ con nó vẫn đang nghịch chơi kìa. Đấy, nó vẫn trượt trượt đống như kìa, nó chơi tuyết kìa. Rồi. Đấy, mấy đứa trong nhóm này, mấy đứa trong mình đấy, chúng nó chơi được rồi, trao dốc kìa. Trời này nó bắt đầu lạnh rồi đấy, mình có khi trượt một vòng nữa là bảo nó xuống, nghỉ ngơi thế thôi. Bão kinh luôn, đó. Cũng kiểu trượt tuyết trong bão tuyết. Đấy, trời mưa, ngoài trời mưa tuyết này, nó đỡ rồi, bây giờ ngớt rồi đây này. Đúng không? Mới vẫn thế. Đây, mấy anh em vào đây nghỉ tí đây. Nghỉ tí cho bọn trẻ con uống nước trên nước, nghỉ ngơi, không ăn tí cho ấm người, xong rồi tính xem là ra trực tiếp hay là phải về ha. Thôi thằng này mấy anh em nghỉ xong rồi ra bắt đầu trượt thêm tí nữa nào, đi các con nha. Đây này. Đây, bây giờ chỉ còn tí mưa thôi, hết tuyết rồi, đi trượt tí nào. Đây, đây đường trượt nhìn này, sáng và trong xanh thế mà bây giờ vẫn thành mây mù luôn này. Đấy, trên núi đúng không? Phải có một cái risk là thế đúng không? Mưa rất là nhanh. Gì đấy, tên này yêu kìa, chết thật à? Ôi tròn nha. Tung lên đây mà nó có vỡ. Ôi đấy chưa, như bóng quá nhờ. Chắc chưa, đấy chưa, chắc. Chơi ngày xưa bố hay chơi trò chọi bóng này. Nặng cát đi, nặng cát thôi mà. Khi mà đỡ mạnh hơn. Đấy, đi, đi dày lên con. Yeah. Đây, ba đứa nhà mình, chơi đi nha. Đây, đội cuối cùng mình về đến nơi rồi đây, đây. Yeah, giỏi quá, tất cả đây xong à. Đấy, trượt tới cuối cùng bọn mình trượt từ trên cái dốc rơi, dốc kia xuống rồi này, đấy. Nhà, giỏi lắm, đi về đi con. Ôi trời ơi, giỏi quá, đấy, đi các bạn về đi, ngay trượt nữa. Bọn mình đã trượt từ 9 giờ sáng bây giờ đến 4 rưỡi chiều. Đấy, nghỉ trưa. Rất là vui luôn, nha. Thôi mình về nha, hôm nay đi là một ngày trượt tuyết rất là chuẩn luôn. Thưởng thức đủ mọi mùi, mọi màu sắc luôn đúng không? Sáng thì trời nắng đẹp. Thôi chiều bắt đầu tuyết. Xong rồi đến lúc cuối thì bây giờ mưa nhỏ. Xong rồi bây giờ mọi người lên ô tô rồi, chuẩn bị đi về nhá. Đây các bạn này trượt xong rồi là ngồi đây ăn uống sự bánh kẹo đấy, mà lái xe.
Bây giờ 5 giờ mình lái xe 3 tiếng để về đến Tokyo nha. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.